cùng đưa em lên tàu. Tàu xuyên đại dương sẽ đi đến những nơi em muốn đi. Tàu ngầm xuyên qua lớp băng tuyết để nhìn thấy rõ đàn cá biển đang nô đùa. Nhìn dần dần hồ màu đầu đỏ màu trắng hồng, em nhìn thấy những tia sóng nằm trong tâm trí. Anh đang hướng tới đây, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Khi tàu ngầm đi quanh các quần đảo để bảo vệ chủ quyền tổ quốc, anh đã bắt được rất nhiều đàn cá mập hung hăng. Hãy trả lại bình yên cho biển đảo Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Quần đảo Trường Sa. Anh đưa em lên tàu ngầm xuyên đại dương sẽ đi đến những nơi em muốn. Tàu ngầm xuyên qua lớp băng tuyết để nhìn thấy. Cả biển đang nô đùa rạng sáng hoa màu đâu đã màu trắng hồng. Em nhìn thấy những đợt sóng ngầm trong tâm trí. Em đang hướng tới quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Khi tàu ngầm đi qua các quần đảo để về chủ quyền tổ quốc, anh đã bắt được rất nhiều đàn cá mập hung hăng. Quần đảo Trường Sa là của Việt Nam. 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 Trường Sa đi đến những nơi em muốn. Tàu ngầm xuyên qua lớp băng tuyết để nhìn thấy rõ đàn cá biển đang nô đùa. Nhìn ra sân hồ màu nâu đỏ màu trắng hồng hồng. Em nhìn thấy những đợt sóng ngầm trong tâm trí anh đang.